Hello, xin chào mừng anh chị em quay trở lại kênh video của siêu thị ô tô Thủ Đức, và em là Đức Hưng. Địa chỉ bên em Hưng là 389 quốc lộ 13, huyện Bình Phước, thành phố Thủ Đức, siêu thị ô tô Hà Nội 389. Hôm nay trong video này Hưng xin giới thiệu với anh chị một mẫu xe cực kỳ đẹp luôn. Chúng ta sẽ cùng xem hết video này nha. Anh chị em xem hết video cảm thấy phấn khích không ạ? À? Em Hưng là quá là phấn khích luôn và cảm thấy chiếc xe này nó quá là đẹp đi. Để trước mắt anh chị em, đây là mẫu xe Toyota Corolla Altis phiên bản là 1.8V sản xuất đời 2022 anh chị. Đây là phiên bản giữa nha, có trang bị đầy đủ option như là có cả gói an toàn chủ động luôn. Nó chỉ thua mã HV là về camera 360 và động cơ nha, động cơ xăng điện. Nhưng nói về việc sau này mà có đổi xe giữ giá thì mẫu 1.8V này nó sẽ giữ giá hơn mã HV nha anh chị. Do về công nghệ xăng điện nó còn phụ thuộc vào về cái bình điện ha, sử dụng càng lâu thì chế độ bảo hành của hãng nó ít đi. Đã, hình như là những người tiêu dùng sâu người ta lại ngại việc bảo dưỡng nó chị. Nhưng mà đối với chiếc máy xăng, quan trọng là km và chất xe không đâm đụng, không gặp nước thì bảo dưỡng đều đặn thì cứ chạy mãi anh chị. Thì trước mắt anh chị em, chiếc xe này mới chạy đâu đó được khoảng là hơn 30.000 km thôi, rất là mới nha. Thời điểm anh chị lập hồ, chiếc xe này sẽ lăn bánh sẽ rơi vào tầm khoảng đâu đó là 900 triệu, khoảng 900 triệu anh chị. Nhưng mà đối với xe đời 2022 chạy nước hơn 30.000 km này, Cam Hưng đang chào bán với anh chị giá chỉ có lên quanh 700 triệu thôi. Chúng ta tiết kiệm được 200 triệu so với một chiếc xe mới nha. Và sơn xi của chiếc xe này thì gần như là còn nguyên bản anh chị, được khoảng đâu đó khoảng 95-96% là sơn zin nha. Càng trước sẵn sau thì có thể chắn là sẽ có sơn chút tí, nhưng mà cơ bản Hưng cam kết cho anh chị là một chiếc xe này rất là chiếc xe rất là đẹp và rất là đều xe nha. Về ngoại thất, về nội thất của xe thì rất là mới. Em Hưng thì mua bán xe có cam kết cho anh chị em về cứng đụng, ngập nước cũng như là có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng. Như chiếc xe này anh chị em chuẩn bị đâu đó tầm khoảng là 250 triệu để được xe nha. Thì anh chị em nào mà quan tâm mẫu xe này thì cùng theo chân Hưng đi một lần nữa và đi vào chi tiết từng quý xe này nha. Vâng, xin chào anh chị em ha. Hôm nay em Hưng sẽ đi chi tiết vào chiếc xe Toyota Corolla Altis phiên bản 1.8V đời 2022 này anh chị ha. Theo chủ quan của em Hưng nha chị ha, chiếc xe này em Hưng cảm thấy thích hơn cả mẫu Toyota Camry luôn. Thứ nhất là về form dáng của chiếc xe này anh chị nhìn ha, nó vẫn rất là trường xe nha. Một chiếc xe này có phân khúc là kích thước là gần như là to nhất trong phân khúc C anh chị ha, rất là trường xe nha. Và đặc biệt là từ xưa đến giờ rồi Altis là rất là thiện cảm, như là rất là ít đổi mẫu và form dáng nó không quá là già nhưng mà cũng không quá là trẻ trung anh chị ha. Đấy, mà được đặc biệt một cái nữa là giá rất là hợp lý anh chị, rất là hợp lý nha. So với nếu mà anh chị em sở hữu mẫu xe Camry 2.0G ha, động cơ 2.0 với 1.8 của Altis thì Altis chạy có cảm giác chạy nó ổn hơn nha anh chị ha, do sát nó nhẹ nè. Đấy, do sát nó nhẹ hơn ha, cũng như là chúng ta sẽ tiết kiệm được nhiên liệu. Đồng thời là mẫu xe Altis này giá chênh lệch so với lại mẫu xe Toyota Vios chỉ rất là ít anh chị ha, so với lại lệch với Camry thì nhiều, Camry lệch nhiều hơn, nhưng mà so với lệch với lại cao hơn Altis thì khá là lệch với Toyota Vios thì cũng không nhiều lắm anh chị. Thành ra là những anh chị em nào thích sự bình bỉ nhưng mà không muốn nó quá là gọi là phổ thông như Vios, mang tiếng mát dịch vụ thì anh chị tham khảo qua Altis vậy ha. Thứ nhất mẫu xe này chạy rất là ngon, form dáng rất là đẹp. Mẫu xe này thường gọi là xe của cán bộ gì, anh chị để ý đi, cán bộ thường đi xe này, chủ tịch thì sẽ đi Camry ha. Cán bộ sẽ đi Altis thôi để nó vừa đẹp nhưng mà cũng không quá gọi là hào nhoáng nha. Ok đấy, anh chị em muốn đi một vòng cho anh chị em cùng xem về chiếc xe ha. Tổng thể xe chúng ta rất là đẹp.
Chúng ta sẽ đi vào chi tiết những cái option trên được trang bị trên xe anh chị ha. Đầu tiên thì anh chị em chú ý, chúng ta sẽ được trang bị ở phiên bản 1.8V sẽ trang bị là đèn chiếu sáng là dạng là đèn LED thông minh nha anh chị ha, có chế độ là auto pha. Ở phiên bản 1.8V này là có gói an toàn chủ động nên sẽ sử dụng được auto pha chị ha. Khi mà nó phát hiện ra có đèn đi tới nó sẽ tắt pha xuống nha. Rồi chúng ta sẽ có đèn LED định vị anh chị ha, đèn LED định vị rất là đẹp luôn. Rồi ở phiên bản 1.8V thì cũng sẽ có trang bị là có hai cảm biến trước nha, giống như những mẫu Altis trước vậy ha. Ở đây chúng ta sẽ anh chị để ý nha, những cái xe nào mà logo mặt kính anh chị như thế này nè thì nó sẽ là phiên bản nó sẽ là có radar như này ha cha. Hôm nay sẽ có radar giúp anh chị là cảnh báo tiền va chạm, phanh khẩn cấp nè. Và trên này chúng ta sẽ có một cái hồng ngoại để hỗ trợ anh chị em là cảnh báo lực làn, hỗ trợ giữ làn nha. Đấy, còn nếu mà ở phiên bản G thì đây sẽ là màn nhựa đen nha chị em, và nó sẽ là có những cái màn nhựa thì nó sẽ không có radar. Và màu trắng phải nói là màu trắng này quá đẹp anh chị, màu trắng thì rất là đẹp nha. Đó, ba là shop là cực kỳ liền lạc luôn. Em Hưng thì cũng gắng là quay chi tiết nhất cho anh chị em nào ở xa đến xem xe thực tế ha. Thì xem nè. Đấy, để chúng ta nhìn phân biệt được ha, nó có bị lật màu không. Chúng ta có cái la răng hợp kim nhôm phay sơn tĩnh điện, kích thước của la răng này là 17 inch và vỏ đang nguyên bản trên xe là vỏ đinh lớp nha chị nha, vỏ đinh lớp luôn, cực kỳ ngon nha. Ở phần vỏ đinh lớp thì được cái là chúng ta sẽ đỡ tốn tiền thay sau này nha, vì trải nghiệm cũng rất là ngon, là cách âm rất là tốt chị nha, gai gió vẫn còn đây, cầm bệ. Tôi sẽ quay gầm bệ cho chị cùng xem nha. Đấy, ráng quay chi tiết nhất cho anh chị em cùng ở xa đến xem xe. Anh chị em khi đến xem xe bên Em Hưng thì có thể là lên cầu ha, hoặc là mang ra hãng kiểm tra thoải mái, không vấn đề gì cả nha, chết thoải mái luôn, vô tư ha, mình cứ xem thoải mái rồi kiểm tra thoải mái được thì chúng ta hãy lấy. Chúng ta có gương chiếu hậu, chỉnh gập đèn, tích hợp đèn báo rẽ và lóc cửa sẽ tự động là lóc gập gương nha. Viền cửa sổ và chân kính là cũng có ốp inox như vậy, zin nguyên bản theo xe, tạo cho cái sự sang trọng xe chúng ta. Tay nắm mạ chrome anh chị ha, tích hợp là cảm biến tay nắm thông minh nè. Cái này là gần giống Camry luôn chị ha, Camry cũng là tay nắm mạ chrome rất là đẹp. Phía sau xe được trang bị là một bộ đèn hậu là đèn LED tích hợp với đèn halogen báo phanh báo rẽ nha, rất là đẹp, có thanh chrome chạy ngang qua nè anh chị. Rồi chúng ta có bốn cảm biến lùi, camera lùi nha anh chị ha, camera lùi zin nguyên bản theo xe. Đây nút bật chớp để sẽ nằm bên này nha anh chị. Đấy, Altis là một trong những mẫu xe phải nói là nó có một cái khoang chở đồ cực kỳ rộng nha anh chị nha, cực kỳ rộng lớn luôn. Đấy, cực kỳ rộng lớn nha. Vỏ sơ cua của xe là chưa qua sử dụng nè, được ước kỹ vậy, một lớp nhựa, một miếng nhựa nè, một miếng thảm của hãng nè, cái này là còn một cái đầu giữ sơ cua con đội nữa. Đây, vỏ sơ cua chưa qua sử dụng nha. Đấy, quá nặng luôn chị. Thì những xe em Hưng bán ra sẽ cam kết cho anh chị đầu đích là nguyên zin nha, bao chết thoải mái. Trước khi giao xe Hưng sẽ dán tem bảo hành ở những vị trí này nha anh chị nha. Ốc cabo nè, ốc cốp nè, ốc cửa nè, chân máy, mặt máy nha, hộp số em Hưng sẽ dán tem bảo hành của công ty thì để cam kết cho anh chị em về cứng đụng ngập nước cũng như là máy số nguyên zin ha. Đấy, chung là nhắn tin thế này cũng là một phần là bảo vệ cho uy tín của công ty anh chị. Nếu như mà anh chị em có giao quẹt phải mang ra ngoài làm thì sẽ mất tem bảo hành của em Hưng ha. Còn nếu như anh chị em phát hiện ra xe lỗi lã mà bên em Hưng vẫn còn nguyên tem, anh chị em cứ để nguyên đó, em Hưng sẽ chịu trách nhiệm nha. Đây là phần nội thất của xe rất là mới luôn anh chị nha, rất là mới. Ở phiên bản này thì ghế da zin theo xe nè, da cao cấp ha, và chị xem rất là mới nè, rất là sáng nha, những cái độ nhám, độ sần sùi của xe, của ghế, của da vẫn còn luôn.
Chủ xe cũng có bột trần anh chị. Bột trần này nó không phải là trần 5D ha. Trần này thì nó sát vô luôn, nhưng mà nó màu đen. Anh chị em nào thích có thể lột ra bột màu khác cũng được ha. À, chúng ta sẽ có hai túi khí ở hai cục C này nữa nha anh chị. Có bệ tì tây nè, có cửa gió sau nha, đã có lót sàn, đã có lót sàn rồi. Đây ghế phụ căng led luôn anh chị ha. Toàn bộ tắp lô tắp bi là như mới nha. Tắp lô của đời này thiết kế cũng khá là đẹp hơn anh chị ha. Chúng ta nhìn nè, nó có phần gì đó nó nhô ra, tạo cảm giác có vẻ như là hơi thể thao tí anh chị, cũng đỡ cảm giác nhàm chán nha. Đấy, rất là mới luôn. Khi giao xe em Hân sẽ dán tem bảo hành ở những vị trí ốc ác này anh chị nha. Đây, những vị trí này em Hân sẽ dán tem này, dán tem này, dán tem nha anh chị nha. Cam kết cho anh chị em về việc tuyển dụng nhập nước. Bên cái tài đây, chi tiết nè, chi tiết chỗ hay để tay của tài xế này anh chị, rất là mới nha. Đấy, chúng ta có ốc cửa là sẽ tự động là gập luôn nha. Cái tài thì sẽ là chỉnh điện anh chị, và có bơm lưng nè. Yên ghế, cái ghế tài là ghế ngồi nhiều nhất nha, nhưng mà vẫn còn rất là mới. Ok, Vân thì cũng ráng quay chi tiết nhất cho anh chị em cùng xem về chiếc xe. Chúng ta có điều chỉnh góc đèn nè, tắt mở auto pha nè. Rồi chúng ta sẽ cùng lên nổ máy cái nha, cho mát. Ok, đây là chìa khóa xe chúng ta nha, để nổ start up. Màn hình LCD rất là đẹp. Ô đô hiện tại là 31.406 km nha mọi người. Hơn thì cam kết cho anh chị em về ô đô chuẩn luôn, ba chiếc test thoải mái, quá mát. Phải nói là Toyota là một trong những dòng xe mà nó có gọi là thương hiệu, nó có cái dàn lạnh rất là tốt nha anh chị nha. Không phải là phải khen gì bán xe nào khen xe đó nha, nhưng mà phải công nhận là vậy luôn anh chị, nó rất là mạnh. Đời thấp, đời cũ, nhìn gì nổ phát là lạnh liền luôn nha. Mạnh hơn của xe hàng thật. Rồi, chúng ta sẽ có một cái vô lăng bọc da, trợ lực điện rất là nhẹ nha mọi người. Vô lăng này thì cũng tương đối là giống của Camry, cũng khá là đẹp. Chúng ta có đèn tự động, có gạt mưa tự động nè. Ở đây thì chúng ta sẽ có là nghe thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng nha. Bên đây chúng ta sẽ có roll control ga tự động nè. Và có tắt mở này gọi là adaptive roll control nè. Có hỗ trợ cảnh báo lệch làn nha. Rồi, những chi tiết như là sừng sùi ga cốc trên vô lăng nè, vẫn còn như mới chị ha. Chỗ đi thì cũng khá là kỹ càng. Đây, cần số đây. Đấy, mới tin nha. Chúng ta sẽ có một chủ xe cũng đã lên cho chúng ta cam hành trình nè, quay trước quay sau. Rồi có gương chiếu hậu chống chói điện nha. Đấy, chúng ta có một cái màn hình zin nguyên bản theo xe, có hỗ trợ là camera lùi nè, có hỗ trợ Apple CarPlay hoặc là Android Auto nha. Đấy, ok, dàn điều hòa hai vùng độc lập. Rồi, phải nói là cái chỗ này thiết kế nó rất là đẹp anh chị, phải nói là thiết kế rất là đẹp ha, cảm giác rất là đẹp, rất là ok. Rồi, trong này sẽ có sạc pin không dây anh chị nha, có sạc pin không dây này, sạc pin không dây hình như này là độ lên anh chị, zin của nó không có nha, độ chủ độ lên sạc pin không dây ở đây nha, là nó đi tích, nó là độ zin theo xe luôn, đó rất là đẹp ha. Rồi phanh tay điện tử nè, có cái độ auto hold nha, hai chỗ để nước và bệ tì tay anh chị, bệ tì tay nè, già rất là mới luôn. Đấy, về túi khí an toàn thì chúng ta sẽ có là 8 túi khí anh chị ha, hai ghế nè, hai cột A
và vô lăng bên phụ nha chị ha. Rồi, chúng ta sẽ có cảnh báo điểm mù ngang trên gương và gói an toàn chủ động. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng ra ngoài tham quan khoang máy nha. Ok, đây là cabo anh chị ha. Đấy, khoang máy em không thể cam kết cho anh chị em về chất lượng xe, máy móc sùng chỉ đồ nguyên zin nha. Ba anh chị em là chiếc tích hạng thoải mái, không vấn đề gì cả nha anh chị. Đấy. Rồi, máy móc động cơ hộp số này, xương máy này, xuyên nguyên bản theo xe, mặt máy đây. Rồi, anh chị em là khi mua xe bên em Hưng thì có thể là mang ra hãng hoặc là bất cứ một cái gara nào để kiểm tra thoải mái, không vấn đề gì cả nha anh chị em nha. Và sau khi kiểm tra thì bên em Hưng thì vẫn cam kết cho anh chị trên hợp đồng mua bán và chất lượng xe. Đấy, cũng như là có chế độ bảo hành riêng của công ty nha. Nhưng đối với những chiếc xe đời 2022 như thế này cùng bảo hành chính hãng tới 2025 ha, thì anh chị em nên vào hãng bảo dưỡng tiếp tục để có lịch sử hãng và hãng sẽ bảo hành cho mọi người nha. Ok, và trước khi vào xe thì em Hưng cũng sẽ tặng cho anh chị em là thay nhớt mới cho mọi người nha. Rồi ok, và hiện tại thì bên em Hưng đang chào bán cho mẫu xe Toyota Corolla Altis này với giá chào bán chỉ có 710 triệu nha. Và còn ra lọc cho anh chị em nào thường chuyến xem xe, xe hỗ trợ trả góp qua ngân hàng toàn quốc thì anh chị em chuẩn bị giúp em Hưng đó tầm khoảng là 250 triệu đến 300 triệu để được xe nha. Anh chị em nào quan tâm cần tư vấn về xe về ngân hàng thì liên hệ em Hưng số line bên dưới, em Hưng sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh chị em nha. Thì cái bên em Hưng đây vẫn còn một chiếc xe nữa cũng Toyota, chính là Toyota Corolla Cross phiên bản là 1.8V luôn, đời 2020, chạy được 38.000 km, màu đỏ nha. Giá của em này thì nó cũng sắp xỉ bằng chiếc Corolla Altis đời 2022 này. Đó thì giá nó cao hơn tí chị ha. Con này đang chào bán với giá chỉ có 735 triệu thôi. Thì em Hưng cũng không biết là lên clip chưa, thì em Hưng sẽ kiểm tra và sẽ lên clip cho anh chị em nha. Rồi anh chị em nào nếu thích gầm thấp thì tham khảo mẫu xe sedan Toyota Corolla Altis. Thích gầm cao thì em Hưng có Toyota Corolla Cross. Còn nếu thích full size, em Hưng hiện tại đang có Toyota Legender phiên bản là 2.8 4x4 2 cầu nha anh chị, đời 2022, zin 100%, mới chạy 10.000 km thôi, cực kỳ mới. Em Hưng sẽ lên lúc sau cho anh chị em nha. Cảm ơn mình lại quý anh chị em đã theo dõi video clip của em Hưng nha. Nếu có ý kiến gì xin để lại bình luận bên dưới và nhớ subscribe cập nhật những mẫu xe mới về em Hưng nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em.